Hello, xin chào các bạn. Mình Văn Thanh bên kênh sửa chữa đồ điện gia dụng. Thì chỗ đứng mình hiện tại đây là cái máy giặt, bữa hổm mình có quay nha. Cái chỗ này là ống nước thoát ha. Là tại nãy giờ chờ caramel lâu quá đó, thì nên mình vừa cái máy giặt ra kia rồi. Thì dự án của mình là vừa cái mặt máy giặt ra ngoài kia, để cái bàn máy máy tính á, để mình làm kênh YouTube là mình để đây nha các bạn. Rồi cái mình sẽ ngăn cho một cái phòng. À, đây chắc ra cũng phải 2 mét 2,5 mét ra rồi tới đây nè các bạn, để mình làm cái phòng kính để mình thu âm, để mình làm YouTube đó các bạn. À, cái máy giặt của mình là có ổ cắm đây ha, rồi có đường ống nước này nha mấy bạn. Rồi ra đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái mà cách mà nấu cái chỗ mà nấu nước này nè. Cái chỗ nấu nước này mà để nó liên kết với cái máy giặt đó mấy bạn, nấu làm sao để không có chảy nước cho các bạn nha. Rồi các bạn click vô, các bạn đi ra ngoài đây nha. Rồi theo mình ra đây nha. Rồi thì vô nguyên nhân hồi nãy giờ á là chờ camera lâu lâu quá thì mình đã làm xong dụng cụ này như vậy rồi. Thì cái nước thoát là mình nước thoát là mình cho mình chảy ra đây luôn nha. Cái này là ống nó hút nước là mình cho chảy ra đây ha. Rồi cái khó nhất của mình, cái công việc mà mình dời cái một cái máy giặt từ cái nơi này mà qua cái nơi khác á. Nắng quá anh ạ. Nóng quá em không biết được là có thấy hay không. Đó, em cứ quay hướng này thì thấy rất rõ nha. Thì nè, lưu ý với mấy anh chị là cái này nè, lưu ý là mấy anh chị cái này nè, cái này ha, cái này là mình cắm vô cái máy giặt ha. Rồi bình thường là mình dặn như vậy là nó cứng đúng không các bạn, mình dặn vô như vậy là cứng á. Mình dặn vô này cứng á thì chỗ này nó có bốn ốc nó giữ lại nè. Khi mà mình ráp máy giặt á thì mình dặn lỏng cái chỗ này ra, dặn lỏng ra khoảng hai răng ba răng đi đó, hai răng ba răng đi rồi mình mới úp cái này vô kia. Mình dặn mình ấn mạnh vô cái cao su này ha, mình ấn mạnh vô cái cao su này, mình dặn bốn con ốc này ha. Xong đó mình mới dặn cái này vô lại thì nó mới kín nha các bạn. Giờ cái máy giặt là chủ yếu là khó cái chỗ này nha các bạn. Rồi giờ các bạn cần một cái cây vít rồi ba ke, rồi mình sẽ xử lý cái này, mình gắn vô cho nó không có chảy nước nha các bạn. Cái vít đâu rồi, tạm các bạn dặn lỏng cái này ra ha, các bạn dặn lỏng cái này ra, nhưng mà chừa cho mình hai răng ha, chừa cho mình đi xíu xíu đây ha. Rồi các bạn mới úp cái này vô đây ha. Thì mình ở trong đây là có hai con ốc này dài sẵn đây nè, còn hai con ốc này là mình dặn nha. Con hai con ốc mà dài sẵn á, hai con ốc mà dài sẵn như vậy á, nó hai con ốc mà nó ló cạnh nhiều ra như vậy nè, nó là mình để phía trong ha. Tại vì chút phía trong á mà là mình không có luồn tay vô đây để mình dặn ốc được, thì hai cái này là mình để phía trong đó. Còn hai cái mà nó chỗ này nó ít cái lòi ra nè, là mình để phía ngoài nè, nó lặt lại là phía ngoài ha. Rồi mình ịnh vô đây, mình ịnh cái này vô đây đó, mình ịnh vô đây nha. Mình ảnh vô đây nè đó, mình ảnh vô đây, mình dặn miếng cũng được, mình dặn miếng này, mình giữ hai cái cây này, mình giữ hai cái con ốc mà để mình chịu á, hai con ốc mà mình dặn á, thì mình xây cái này vô đây luôn, nó nhét nó vô cái mình làm cái răng luôn nha. Hai con ốc hiện tại mình làm dấu là mình vịn hai cái tay này nè đó, vịn vô đây ha. Đó rồi, con đang quay video má ơi. Rồi xong mình dặn hai con ốc này lại nha các bạn, mình dặn hai con ốc này lại đó, dặn hai con ốc này lại nè. Đem ra để máy giặt ở đây nắng dữ à. Đó, dặn hai con ốc này cứng lại nha các bạn, dặn hai con ốc này cứng lại. Rồi dặn hai con ốc này lại, xong hồi nãy chỗ này mình dặn mình chừa hai ba răng này, giờ mình dặn vô cái này là nó sẽ siết lại nha các bạn nè, dặn vô nè. Rồi cái chỗ này ron nó sẽ không có chảy nước nữa ha. Rồi cái chỗ này là mình bóp cái lẫy nè, mình bóp cái lại cái lẫy này mình kéo lên nè, mình kéo lên mình mới nhặn xuống ha, kéo lên mình nhặn xuống rồi mình thả cái này ra ha. Rồi cho nó gài vô rồi đó, rồi ok ha. Rồi Bình Phan Thanh ha. Mấy bạn mà lần đầu tiên mà coi được cái kênh của Bình Phan Thanh á thì mấy bạn vui lòng mình đăng ký kênh ha. Thì
ở bên tay trái của mình đây là mai mốt con dự án sẽ làm một cái phòng để mình thu âm, rồi mình để cái máy máy vi tính vô chỗ trong chỗ góc này để mình đăng mình đăng những cái video hay bổ ích để gửi đến cộng đồng anh em mình, cô bác anh chị mình mà có thích cái kênh của Bình Thang Phan Thanh á thì hãy đăng ký nhắn đăng ký kênh, follow, chia sẻ gắn thẻ vô Facebook á, gắn thẻ vô Facebook và chia sẻ cho Bình á, để Bình ra nhiều cái video hướng dẫn các anh chị các cô bác những cái mà vật dụng trong gia đình của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.